Thưa quý vị, cái tên tỷ phú đô la Mỹ Phạm Nhật Vượng không còn xa lạ gì với những người quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán, bất động sản. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đang là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng là 8,1 tỷ đô la Mỹ. Vậy với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ bao nhiêu trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á? Những thông tin sau đây của Invest TV nhất định sẽ khiến quý vị vô cùng bất ngờ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo công bố mới nhất của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng lên 8,1 tỷ đô la Mỹ, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam, với khối tài sản ròng của ông chủ Vingroup hiện cao hơn 3 lần so với người xếp thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Vietjet Air với 2,5 tỷ đô la Mỹ tài sản ròng. Với số tài sản này, ông chủ Vingroup đang đứng thứ 195 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, tăng 40 bậc với danh sách công bố hồi đầu năm. Hiện ông Vượng giàu gấp đôi người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ông Vượng hiện đứng vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất Đông Nam Á. Khối tài sản các tỷ phú trong khu vực sở hữu vượt trội hơn rất nhiều so với ông Vượng cũng như nhóm đại gia Việt. Giàu nhất Đông Nam Á hiện nay là hai anh em tỷ phú người Indonesia, Michel Hartono và Budi Hartono, với tổng tài sản sở hữu lên tới 38,5 tỷ đô la Mỹ. Được biết, tập đoàn Hartono hiện là nhà sản xuất thuốc lá đầu tiên và lớn nhất Indonesia. Xếp thứ 8 là ông Quách Len Chan, Malaysia, hiện sở hữu 9,3 tỷ đô la Mỹ tài sản ròng. Ông Quách chính là chủ tịch điều hành của tập đoàn Hong Leong, với lĩnh vực kinh doanh chính là tài chính ngân hàng, bất động sản và thực phẩm. Xếp trên ông Vượng hai bậc là tỷ phú người Singapore, Goh Cheng Liang với 9,5 tỷ đô la Mỹ. Vị này sở hữu 39% cổ phần tại Nippon Paint Holding, hãng sơn lớn thứ tư thế giới. Tên nổi tiếng khác tại thị trường Việt Nam là ông Sharen Sirivahanabadi, tỷ phú người Thái Lan. Ông Sharen là người đã chi gần 5 tỷ đô la Mỹ để mua lại cổ phần của Sabeco vào cuối năm 2018. Hiện tỷ phú này đang sở hữu tổng cộng 16,5 tỷ đô la Mỹ tài sản ròng. Theo số liệu của Forbes, hiện khu vực Đông Nam Á có 6 quốc gia ghi nhận ít nhất một người sở hữu trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam là quốc gia có ít tỷ phú nhất với 5 người, trong khi số lượng tỷ phú mang quốc tịch Thái Lan lên tới 31 người. Số tỷ phú người Singapore là 22 người và Indonesia là 21 người. Nửa đầu năm qua, Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có giá trị tài sản ròng của các tỷ phú tăng mạnh nhất, lần lượt là 11,3 tỷ đô la Mỹ và 10,3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, thứ hạng và số tài sản sở hữu của các tỷ phú Việt Nam vẫn cách một khoảng rất xa so với các tỷ phú Đông Nam Á.